niềm tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta đạt được những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống không nên nhầm lẫn niềm tin với hy vọng chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu chỉ hy vọng hy vọng chỉ là mong ước mà không có sự chắc chắn trong khi niềm tin là sự tin tưởng mãnh liệt rằng chúng ta có thể và sẽ đạt được điều mình muốn niềm tin giúp chúng ta nảy sinh ý nghĩ tôi thực sự có thể làm được từ đó ý nghĩ này sẽ tạo ra năng lực Kỹ năng và nghị lực cần thiết để giải quyết vấn đề và đạt được thành công. Khi tin rằng mình có thể làm được, chúng ta sẽ tìm ra cách để vượt qua khó khăn và thử thách. Đây là yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được những thành tựu mà trước đây có thể chúng ta cho rằng không thể. Đừng tin rằng thất bại là mẹ thành công, mà hãy tin rằng niềm tin là cha thành công. Niềm tin mang lại kết quả tuyệt vời và là động lực ẩn sau của mọi sự nghiệp, cuốn sách, kịch bản, nền khoa học vĩ đại và những kiến thức tân tiến niềm tin là yếu tố cơ bản và cần thiết mà những người thành công sở hữu những người thất bại thường thiếu niềm tin này và điều đó dẫn đến sự thất bại của họ những người từng gặp thất bại thường có vô số lý do và lời bào chữa cho sự thất bại họ thường nói những câu như thành thật mà nói tôi không nghĩ nó sẽ thành công trước khi bắt đầu tôi đã cảm thấy bất an rồi thực ra tôi chẳng thấy ngạc nhiên khi việc này thất bại hành động với suy nghĩ tôi sẽ thử xem thế nào nhưng tôi nghĩ việc này cũng chẳng mang lại kết quả gì đâu nhất định sẽ dẫn đến thất bại ý nghĩ không tin sở hữu sức mạnh tiêu cực khi trong lòng cảm thấy không chắc chắn hoặc nghi ngờ chúng ta sẽ viện ra đủ loại lý do để củng cố cho ý nghĩ không tin của mình hoài nghi thiếu niềm tin trong tiềm thức luôn nghĩ về sự thất bại và không khát khao thành công đều là những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại nếu trong lòng tồn tại sự nghi ngờ ta sẽ tự chút lấy thất bại ngược lại nếu tin rằng mình sẽ chiến thắng chắc chắn ta sẽ thành công. Mức độ tin tưởng sẽ quyết định mức độ thành công. Những người tin rằng mình chẳng làm nên trò chống gì thì thực sự sẽ trở nên như vậy. Họ coi mình là kẻ thấp cổ bé họng và mọi thứ họ làm cũng chẳng đáng là gì. Dần già, ngay cả lời nói và hành động của họ cũng hiện lên vẻ thiếu tự tin. Nếu không cải thiện sự tự tin, họ chỉ có thể thu mình lại trong sự tự đánh giá và ngày càng trở nên nhỏ bé hơn họ nhìn nhận bản thân như thế nào thì người khác cũng sẽ nhìn nhận để họ như thế ấy vì vậy kiểu người này lại càng trở nên nhỏ bé trong mắt mọi người ngược lại những người tràn đầy niềm tin tích cực vươn lên và dám khẳng định bản thân sở hữu giá trị cao hơn sẽ luôn nhận được phần thưởng to lớn họ tin rằng mình có thể giải quyết những nhiệm vụ khó khăn và nhờ đó họ thực sự có thể giải quyết được mỗi việc họ làm cách họ đối nhân xử thế Tính cách, suy nghĩ và ý kiến của họ đều cho thấy rằng họ là những chuyên gia và là những nhân vật quan trọng không thể thiếu. Hãy thay thế ý nghĩ về thất bại bằng niềm tin về sự thành công. Khi đương đầu với khó khăn, điều chúng ta nên nghĩ đến là mình sẽ chiến thắng, chứ không phải là có lẽ mình sẽ thua. Khi cạnh tranh với đối thủ, điều chúng ta nên nghĩ đến là mình cũng giỏi như họ, chứ không phải là mình chẳng thể nào so được với họ. Khi cơ hội xuất hiện, điều chúng ta nên nghĩ đến là mình có thể làm được chứ không phải là mình không thể làm được tóm lại bước đầu tiên và cũng là bước cơ bản không thể thiếu nhằm giúp mọi người đi đến thành công chính là tin vào bản thân tin rằng mình nhất định sẽ thành công hãy để ý nghĩ tôi sẽ thành công chi phối quá trình suy nghĩ của chúng ta niềm tin vào sự thành công sẽ kích hoạt tâm trí và dũng khí giúp chúng ta tạo ra kế hoạch để thành công ngược lại ý nghĩ về sự thất bại sẽ thôi thúc chúng ta liên tưởng tới những điều dẫn đến thất bại hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng mình tuyệt vời hơn những gì mình nghĩ niềm tin vững chắc thực sự có thể rời non lấp biển niềm tin là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách và đạt được những ước mơ của mình để minh chứng cho sức mạnh của niềm tin vững chắc chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời và sự nghiệp của nhiều nhân vật nổi tiếng họ đã vượt qua nhiều thử thách và đạt được thành công nhờ niềm tin mãnh liệt vào bản thân và khả năng của mình Thomas Edison là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất lịch sử với hơn 1.000 phát minh được cấp bằng sáng chế. Một trong những phát minh quan trọng nhất của ông là bóng đèn điện. Edison đã thử nghiệm hàng ngàn lần trước khi tìm ra vật liệu phù hợp cho dây tóc bóng đèn. Ông không coi những lần thử nghiệm thất bại là thất bại thực sự mà là những bước tiến để tiến gần hơn đến thành công. Edison đã từng nói, tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách không hoạt động chính niềm tin vững chắc vào khả năng của mình đã giúp ông đạt được những thành tựu to lớn. Oprah Winfrey người dẫn chương trình truyền hình nhà sản xuất và nhà từ thiện đã vượt qua một tuổi thơ khó khăn để trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới lớn lên trong cảnh nghèo khó và bị lạm dụng, Oprah không để những khó khăn đó định hình cuộc sống của mình. Thay vào đó, bà tin rằng mình có thể làm được những điều lớn lao và đã làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình niềm tin vững chắc vào bản thân đã giúp Oprah vượt qua mọi khó khăn và trở thành một biểu tượng của sự thành công và lòng nhân ái. Michael Jordan, được coi là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại, cũng là một minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin. Jordan đã từng bị loại khỏi đội bóng rổ trường trung học của mình, nhưng ông không để thất bại này đánh bại mình. Thay vào đó, ông tin rằng mình có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc và đã luyện tập không ngừng nghỉ. Jordan từng nói, tôi đã thất bại nhiều lần và đó là lý do tại sao tôi thành công niềm tin vững chắc vào bản thân đã giúp jordan đạt được những thành công phi thường trong sự nghiệp j k rowling tác giả của loạt sách harry potter nổi tiếng đã trải qua nhiều khó khăn trước khi trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế giới bà đã phải đối mặt với thất bại trong hôn nhân sống trong cảnh nghèo khó và bị từ chối nhiều lần bởi các nhà xuất bản tuy nhiên rowling không từ bỏ niềm tin vào bản thân và câu chuyện của mình Bà đã kiên trì viết và cuối cùng, tác phẩm của bà đã được chấp nhận và trở thành hiện tượng toàn cầu. Niềm tin vững chắc đã giúp Rowling biến ước mơ của mình thành hiện thực. Elon Musk, doanh nhân và nhà phát minh nổi tiếng, là một ví dụ điển hình về sức mạnh của niềm tin. Ông đã sáng lập và dẫn dắt nhiều công ty thành công như SpaceX, Tesla và SolarCity. Mặc dù đã gặp rất nhiều thất bại và thách thức, Musk luôn tin rằng mình có thể thay đổi thế giới ông từng phải đối mặt với việc Space thất bại trong ba lần phóng tên lửa đầu tiên, nhưng niềm tin vững chắc vào khả năng của mình đã giúp ông tiếp tục cố gắng và cuối cùng đạt được thành công. Musk tin rằng nếu chúng ta tin vào khả năng của mình, chúng ta có thể làm được những điều phi thường. Những nhân vật nổi tiếng trên đã chứng minh rằng niềm tin vững chắc có thể rời non lấp biển. Họ đã vượt qua nhiều khó khăn và thách thức để đạt được thành công lớn nhờ niềm tin mãnh liệt vào bản thân và khả năng của mình điều này chứng tỏ rằng niềm tin là yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống